Chúng ta bắt đầu vào lớp nha cả lớp mình. Mời cái lớp ổn định cơ thể mình ở trên thảm. Hai tay tắt nhẹ xương mông để xương ngồi bám xuống dưới sàn. Ý thức từ xương cụt, hít vào vươn cao cột sống, xoay vai, mở ngực. Giữ đốt sống lưng, đốt sống cổ trên một trục thẳng. Chậm rãi hít vào và chậm rãi thở ra. Hít vào nhẹ nhàng, thở ra êm êm. Ổn định lại tâm trí, ổn định lại hơi thở, ổn định lại nhịp tim của mình. Chậm rãi hít vào và chậm rãi thở ra. Hai tay nâng lên chắp trước ngực. Chúng ta cùng thực hành ba tiếng ôm để đánh thức năng lượng của chính mình, kết nối năng lượng với lớp học và kết nối năng lượng với vũ trụ. Hít vào nào. Lần thứ hai, hít vào. Lần cuối, hít sâu. Hai tay thủ ấn Chimura đặt nhẹ lại trên gối. Mắt vẫn nhắm nhẹ. Chúng ta thư giãn và thả lỏng cơ thể. Thư giãn và thả lỏng vầng trán. Thả lỏng đỉnh đầu. Thả mềm khuôn mặt. Thư giãn và thả lỏng đôi vai. Mềm mại với các ngón tay của mình. Thư giãn và thả lỏng lưng trên. Lưng giữa. Lưng dưới. Chậm rãi, mang sự thư giãn và thả lỏng xuống cơ mông, cơ đùi, đôi chân của bạn. Hít vào, mang đầy oxy vào bên trong cơ thể. Căng tròn cơ bụng lên và nhẹ nhàng thở ra, hóp sâu bụng lại. Tống khí ra bên ngoài. Hít vào, mang đầy oxy vào bên trong cơ thể. Căng tròn cơ bụng lên như một quả bóng bơm đầy hơi. Và nhẹ nhàng thở ra, hóp sâu quả bóng. Tống khí ra bên ngoài. Lần nữa, hít vào. Căng căng cơ bụng lên tối đa và nhẹ nhàng thở ra, hóp sâu bụng lại, tống khí ra bên ngoài. Hít vào, căng tròn cơ bụng lên như một quả bóng bơm đầy hơi và nín thở giữ hơi. Thả lỏng vầng trán, thả lỏng đỉnh đầu, thả mềm khuôn mặt, giữ hơi giúp chúng ta tăng sức bền cơ thể, tăng sức chịu đựng của cơ tim. Năm, bốn, ba, hai, một. Và nhẹ nhàng thở ra, hóp sâu bụng lại, tống khí ra bên ngoài. Hít vào, căng tròn cơ bụng lên như một quả bóng bơm đầy hơi. Và nhẹ nhàng thở ra, hóp sâu bụng lại, tống khí ra bên ngoài. Hít vào, căng căng cơ bụng lên tối đa và nhẹ nhàng thở ra, hóp sâu tống khí ra bên ngoài. Hít vào theo nhịp đếm 5, 4, 3, 2, 1 và chậm rãi thở ra theo nhịp 10, 9, 8, 7,
6, 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào theo nhịp. 5, 4, 3, 2, 1. Thở ra theo nhịp. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lần cuối hít vào. 5, 4, 3, 2, 1. Thở ra hấp sâu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Và chậm rãi hít vào, chậm rãi thở ra. Hít vào nhẹ nhàng, thở ra êm êm. Mời cả lớp đưa hơi thở về hơi thở tự nhiên. Vươn hai tay lên cao, hít vào, kéo và vươn cao cột sống. Căng căng 10 đầu ngón tay của mình. Rút bụng vươn cao hơn nữa nào. 5, 4, 3, 2, 1. Hai tay chắp lại, kéo hai tay về trước ngực, chà sát lòng bàn tay, tạo độ ấm nóng cho đôi tay của mình. Chà sát và chà mạnh đều có hơi ấm. Có hơi ấm rồi, đưa tay ra sau vai cổ gáy, nhẹ nhàng massage vai cổ gáy, mềm vai mềm cổ. Kích hoạt các kênh năng lượng phía sau cơ cổ của mình. Đưa tay ra phía trước, vuốt cằm, vuốt cổ từ dưới lên trên. Lần thứ hai, chà sát lòng bàn tay. Có hơi ấm rồi, đưa tay lên mắt. Cho hơi ấm tràn vào mắt. Massage nhẹ các cơ xung quanh mắt. Đưa tay xuống phía dưới. Ấn ấn cái miệng ở hai bên cánh mũi. Và chậm rãi đưa tay lên trên. Ấn huyệt giữa điểm giao nhau giữa hai chân mày. Và kéo tay theo đường chân mày ra bên ngoài. Xoay nhẹ huyệt thái dương. Và chậm rãi đưa tay ra phía trước. Mở căng mắt. Căng mũi. Nhắm chặt mắt. Và lần nữa mở mắt. Mắt nhìn vào lòng bàn tay. Hai tay chắp lại cúi đầu chào nhau. Namaste. Xin chào cả lớp mình một lần nữa. Rồi, hít vào vươn hai tay lên cao, rướn ngực vươn cằm nâng cổ lên luôn. Thở, hai tay dang ngang cằm hướng về xương ức. Hai tay dang ngang, căng hai tay sang hai bên, cằm chúng ta hướng xuống dưới. Lần nữa hít vào, hai tay vươn lên cao, rướn ngực vươn cằm. Mời Đào làm mẫu cho lớp nhé. Thở, hạ hai tay dang ngang, cằm hướng về xương ức. Căng hai tay sang hai bên. Hít vào, hai tay vươn cao, rướn ngực. Mở cổ, vươn cằm. Thở, hai tay dang ngang, cằm hướng về xương ức. Căng hai tay sang hai bên. Lần cuối hít vào nâng lên, hai tay lên cao. Nâng cái cằm vươn cái cổ lên luôn cả lớp mình. 3, 2, 1. Hai tay dang ngang cằm hướng về xương ức. Kéo căng cái bả vai ở phía sau. Căng cái cơ cổ phía sau. 3, 2, 1. Hít mặt về chính diện. Tay vẫn giữ nguyên, hạ tay phải trên gối trái, tay trái kẹp sát mang tay, nghiêng lườn sang bên phải.
Hít vào nâng lên, hai tay dang ngang. Hạ tay trái trên gối phải, tay phải kẹp sát mang tay, nghiêng lườn sang trái. Nghiêng sâu hơn nữa cả lớp này. Hít vào nâng lên, hai tay dang ngang. Hạ tay trái trên gối phải, tay phải vòng ra phía sau, vặn xoắn cơ thể, mắt nhìn theo cầu vai phía sau. Hít vào nâng lên, hai tay dang ngang, thở. Hạ tay phải trên gối trái, tay trái đặt ra phía sau, mắt nhìn theo cầu vai phía sau. Vặn xoắn cơ thể. Hít vào nâng lên, hai tay dang ngang. Thở, hạ tay trái trên gối phải, tay phải kẹp sát mang tay, nghiêng lườn sang bên trái. Rồi, giữ lại cái lớp mình, nghiêng sâu hơn và giữ. 5, 4, nghiêng sâu hơn nữa nào, 3, 2, 1, hít vào nâng lên, vươn hai tay, căng hai tay sang hai bên, thở đổi bên. Nghiêng lườn sang bên phải. Hít thở đều. 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào nâng lên. Vươn hai tay sang ngang. Thở. Hạ tay trái trên gối phải. Tay phải đặt ra phía sau eo của mình. Phía sau cái mông. Vặn xoắn cơ thể. Mắt nhìn theo cầu vai ở phía sau. Ấn mạnh đầu gối, vặn xoắn cơ thể nhiều hơn, hít thở đều và bò cái tay phải móc vào cái eo bên trái luôn. Vặn xoắn sâu hơn, thải độc cơ thể. 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào nâng lên, vươn hai tay sang ngang. Thở, vặn xoắn đổi bên sang trái lần cuối. Hạ tay phải gối trái tay sau, vặn xoắn cơ thể, mắt nhìn theo cầu vai trái và chậm rãi móc tay trái vào cái eo bên phải và vặn xoắn sâu hơn, hít thở đều. 3, 2, 1. Hít vào nâng lên, hai tay vươn lên cao. Thở, hướng hai tay dọc song song với cơ thể. Đúng rồi. Úp hai cái mu bàn tay lại, hai lòng bàn tay hướng ra bên ngoài. Dựng thẳng người lên cả lớp mình, dựng thẳng người lên. Chúng ta chỉ hướng tay song song thôi, người chúng ta dựng thẳng. Rồi, đúng rồi. Bàn nãy xoay tay vậy đúng rồi, hai mu bàn tay xoay vào trong, hai lòng bàn tay hướng ra bên ngoài. Rồi, chồng cái tay phải lên trên cái tay trái và hai cái lòng bàn tay nắm được vào nhau. Nắm được rồi, xoay vào trong và hướng cái cụm tay đó ra bên ngoài. Thì như hạnh, nắm chặt hai cái chọi tay lại, hai cái cụm tay lại. Đúng rồi đó Lý. Hít vào trở về. Thở lần nữa, xoay vào trong, đẩy cái cùm tay ra phía trước. Nắm chặt hai cái cùm tay lại, nắm chặt cái cùm tay lại chị. Hít vào trở về. Thở xoay vào trong lần cuối và đẩy ra phía trước. Đúng rồi. Căng căng tay của mình lên. Hít thở đều. Ba, thẳng tay ra hết biên độ cơ thể. Hai, một, chậm rãi trở về lại, tách tay. Lần này đặt tay trái lên, tách tay chúng ta vẫn giữ nguyên, rồi đặt tay trái lên phía trên. Hồi nãy tay phải đặt lên trên, bây giờ tay trái đặt lên trên. Đặt lên trên xong rồi úp hai cái lòng bàn tay lại, nắm được hai cái lòng bàn tay.
vặn xoắn xoay vào trong trở lại. Đúng rồi, thở hướng lại ra bên ngoài. Lần nữa, vặn xoắn xoay vào trong trở lại. Thở ra bên ngoài. Lần cuối xoay vào trong trở lại. Và giữ ba. Nâng cao lên hết biên độ của cơ thể. Hai. Một. Tắt tay, buông tay ra trở lại. Đặt hai tay ở trên vai. Xoay cầu vai từ trước ra sau. Xoay lên phía trước, chạm hai cái chỏ tay vào nhau. Và kéo căng hết cái biên độ sang hai bên. Hạ xuống. Xoay đi cả lớp mình. Xoay ba vòng, chạm vào nhau và hạ xuống. Đủ ba vòng, chúng ta đổi chiều từ dưới lên trên. Xoay chậm thôi và nhớ chạm được hai cái chỏ tay vào nhau. Xoay từ dưới lên trên cũng chạm được hai cái chỏ tay vào nhau ở bên trên. Mở vai, mở ngực. Rồi đủ ba vòng lên trên rồi đặt hai tay ở trên gối. Hít vào, rụt cái vai về cổ và thả mạnh xuống. Lần thứ hai, hít vào, rụt vai về cổ, thả mạnh xuống. Lần cuối, hít vào, rụt vai về cổ, thả mạnh xuống. Rồi, chúng ta nâng tay của mình lên, chắp hai cái tay lại. Chắp cái cùm tay lại và chúng ta xoay nhẹ cái cổ tay nữa. Bữa nay chúng ta học nó sẽ liên quan đến cái tay hơi nhiều. Nâng tay lên phía trước thôi, cả lớp mình, trước mặt mình thôi và mình xoay cái cổ tay thôi. Chắp hai cái tay lại và xoay cổ tay. Hai tay chắp lại thành một nắm đấm, thành một nắm đấm. Rồi xoay ạ. Khép chặt cái nắm đấm nó vào và chúng ta xoay cổ tay. Xoay đổi chiều ngược lại. Rồi mời cả lớp tách tay hướng cơ thể dọc song song với mép thảm, tay phải hướng ra ngoài màn hình. Chúng ta ngồi một phía thôi ha, để cho thấy được cái lớp mình đúng sai luôn ạ. Vươn hai tay lên cao, hít vào. Mũi chân hướng về phía đầu gối cả lớp nha. Thở hấp bụng vươn dài người về phía trước. Chúng ta làm mềm mại cột sống và kéo giãn cột sống nè. Hít vào, nâng lên. Cho những ai bị đau lưng, thoát vị đĩa đệm hay bị gì đó, chúng ta cũng có thể cải thiện được. Vươn dài người về phía trước, kéo giãn cột sống. Lần nữa hít vào, nâng lên. Vươn dài người về phía trước. Cố gắng vươn dài hơn nữa. Và chúng ta nhịp 5 lần lên xuống ở đây. 5, 4, mỗi hơi nhịp chúng ta kéo dài cột sống, vươn dài, vượt qua các ngón chân. 2, 1, và lần cuối đặt tay nắm được lòng bàn chân, mũi chân hoặc là cổ chân, tùy theo biên độ của cơ thể mỗi mỗi người. Rồi nắm được rồi, kéo rướn cao cái lồng ngực lên. Kéo vươn dài về phía trước. Vươn dài về phía trước nữa. Nắm được cái cổ chân luôn Bích. Bích ơi, nắm được cổ chân luôn. Đúng rồi, rướn cái lồng ngực vươn dài về phía trước. Ai tốt hạ trán chạm sàn. Và giữ lại. 3 2 1 Hít vào, nâng lên trở lại. Vươn hai tay lên cao. Thở, vươn dài về phía trước, tay phải nắm má ngoài chân trái, tay trái quạt ra sau, mắt nhìn theo tay. Tay phải nắm má ngoài chân trái, tay trái quạt ra sau, mắt nhìn theo tay. Rồi chậm rãi nâng cái chân trái lên rời khỏi sàn. Dựng thẳng cột sống, mắt vẫn nhìn ra cầu vai phía sau. 3. Đạp mạnh cái gót chân về phía trước để nó thẳng cái chân trước luôn. 2.
Một, xoay người về phía trước, hai tay nắm cùng một chân. Hai tay vẫn nắm cái chân trái của mình ở cái lớp mình. Nắm được rồi, rướn cao và đạp thẳng gót chân. Đào, đào, bo nhẹ cái khớp gối lại, bị đẩy cái khớp gối rồi kìa. Đừng có đẩy cái khớp gối mạnh quá ha. Chúng ta sẽ bị đau gối nha cả lớp. Đạp mạnh gót chân thẳng cân kheo nhưng mà hãy giữ cái gối lại, đừng có đẩy nó lún xuống dưới. Hít thở. Đúng rồi, rướn cao cái lồng ngực, đạp mạnh gót chân thẳng cân kheo nữa cả lớp mình. 3 2 1 Tắt tay ra, chân vẫn giữ nguyên. Tay song song với chân, đúng rồi, giữ lại đấy. Đạp mạnh cái gót chân về phía trước, siết cái cơ đùi lại, chúng ta sẽ giữ được. 3 2 1 Thở, hạ chân xuống dưới sàn, vươn hai tay lên cao trở lại. Kéo và vươn dài cột sống lên cái lớp mình. Hóp bụng, vươn dài người về phía trước. Kéo và vươn. Và lần này chúng ta đi một lần thôi, nhịp 5 lần. 5, 4, 3, tay vẫn kẹp sát mang tay để săn chắc bắp tay, giãn mở tay vai. 2, 1, hạ tay nắm xuống chân luôn, rướn cao lồng ngực, tiến bụng sát vào đùi. Ai chúng ta không cần vươn dài cột sống về phía trước. Đúng rồi, hít thở nào, đưa cái năng lượng buổi sáng vào bên trong. Rướn cái lồng ngực cao lên, bụng tiến sát vào đùi. Ai tốt chúng ta trường 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 cái ngực của chúng ta vượt gần chạm cái đầu gối luôn. 5 4 Hạ thấp người xuống một tí nữa, cái lớp mình chạm được. 3 2 1 Hít vào, nâng lên trở lại. Vươn dài lại người về phía trước, tay trái nắm má ngoài chân phải, tay phải quạt ra sau, mắt nhìn theo tay. Ổn định cơ thể rồi, mới nâng cái chân phải lên rời khỏi sàn. Đúng rồi, hít thở đều. Nằm dựng thẳng cột sống, đạp mạnh gót chân nào cả lớp mình. Tư thế này giúp cho cái chân chúng ta được căng thẳng lên. 4 3 2 1 Xoay người về phía trước, hai tay nắm luôn chân. Nắm được rồi, đạp căng cái chân phải đó về phía trước, rướn cái lồng ngực cao lên. Chân thì đạp căng, lồng ngực cũng rướn cao luôn. Và giữ lại. Hít thở. 5 4 Nắm xuống cái lòng bàn chân được không Lý? Để cho cái chân mình được căng hơn. 3 2 1 Tắt tay ra, tay dọc song song, chân vẫn giữ nguyên ở trên không. Đúng rồi, rướn cái lồng ngực cao lên, giữ tiếp tục cái lớp mình. 5 4 Đạp mạnh gót chân, căng cơ đùi, siết cơ bụng. 3 2 1 Nâng chân trái lên rời khỏi sàn luôn, song song với chân phải. Rút bụng lại, hít thở đều, vừa tập cơ bụng vừa tập cơ đùi luôn. 5 4 3 2 1 Thở, hạ chân xuống sàn. Hai tay chúng ta vỗ, khum cái tay lại, vỗ từ cái thắt lưng xuống, mông xuống đùi. Vỗ từ ở phía sau cái thắt lưng của mình, vỗ vỗ nhẹ nhẹ giống như massage luôn cả cái thắt lưng của mình, cả cái vùng lưng của chúng ta, cả lớp mình, rồi vỗ xuống mông xuống đùi luôn, thư giãn đôi chân. Sáng sớm cho nên cơ mình cứng, chúng ta phải khởi động nó nhiều nhiều, nó kỹ một xíu ha. Rồi mời cả lớp đưa cơ thể về tư thế chiếc bàn ấp. Ổn định cơ thể. Chuẩn bị chuyển động mèo bò để làm mềm mại cột sống. Hít vào, võng lưng, vươn ngực, rướn cao cằm lên. Thở, hóp bụng, cuộn lưng, cằm về xương ức. Hít vào, võng lưng, vươn ngực, rướn cao cằm.
Thở hấp bụng cuộn lưng cầm về xương ức. Hít vào võng lưng vương ngực rướn cao cả. Thở hấp bụng cuộn lưng cầm về xương ức. Lần cuối hít vào võng lưng vương ngực rướn cao cả. Và giữ lại. Tắt cái tay ra xa cái mang tay cái lợp rướn và vươn cái cổ dài về phía trước, tắt tay ra xa tay. Thở hấp bụng, cuộn lưng, cầm về xương ức, rút bụng sau vào rốn. Hít thở đều. Rút bụng sau hơn nữa, gù cái lưng cao hơn nữa, mềm mại cái thắt lưng hơn nữa nào. 3, 2, bụng hướng về xương ức nhiều hơn, rút sau hơn nữa. 1, hít mặt về chính diện, đưa lưng về trung tính, không võng cũng không gù. Bám chặt lòng bàn tay, hít vào nâng hai gối. 5 cm. Rút bụng, thở, hạ không chạm sàn. Lần thứ hai, hít vào nâng lên. Cách sàn 5 cm. Thở, hạ không chạm sàn. Lần cuối hít vào nâng lên và giữ lại. 3, 2, 1, chậm rãi hướng bụng tiến sát vào cái đùi. Bụng tiến sát vào đùi. Thì chúng ta đẩy vai ra sau nào, đẩy cái vai ra sau. Co cái đầu gối lại, bụng nó mới tiến sát vào cái đùi. Co gối lại, đúng rồi, co đi, làm sao bụng tiến sát vào đùi thôi, cái mông hạ thấp xuống, chưa có lên cho ức mặt duỗi mình. Cho nên ai cái bụng chưa tiến sát vào đùi thì hãy chỉnh cơ thể, đẩy vai ra sau, thấp mông, bụng tiến sát. Đúng rồi, giữ. Rút bụng sau vào rốn. Nâng cái đầu gối cao lên một chút, người chị Hải Yến, để cái bụng nó mới tiến sát vào cái đùi. 3. Giống như chúng ta ở tư thế co ức mặt nhưng mà chúng ta chỉ chuyển đổi cái trạng thái. 2, 1, đẩy mông lên cao, về cho úp mặt duỗi mình, ấn gót chân xuống dưới sàn, đẩy vai ra sau, hoàn thiện tư thế. Hít thở đều. Ai chúng ta chưa ấn mạnh được gót chân, co cái đầu gối lại. 3, 2, 1, nhón cao gót chân lên, hít vào. Thở hạ gót chân xuống sàn, kéo cái nhựa chân và kéo cái gân kheo căng căng ra thẳng hơn mỗi ngày. Đẩy vai ra sau cả lớp mình. Thu Hằng, Ngọc Bích đẩy vai ra sau. Hít vào nhón cao gót chân. Bước từng bước chân nhỏ về phía đỉnh đầu. Rút bụng cao lên. Đôi tay của chúng ta rất là nặng, bám chặt tay ở vị trí đấy. Cảm giác giống như người chúng ta muốn nâng lên trên luôn ạ. Tay mình cứ bám chặt xuống dưới sàn. Bụng rút sâu lên. Đúng rồi, chờ cả lớp mình về tới luôn. Ai đi tới rồi cứ giữ nguyên trạng thái đấy. Gót chân nhón lên, bám chặt tay. Thở, hạ gót chân. Rướn ngực, nâng cằm. Về cò ngẩng mặt, hít vào. Hít vào đi đã, cái lớp mình lấy oxy cái đã. Thở co gối cò cúi gập sâu mới thở hết hơi ra. Bụng tiến sát vào đùi nè. Bây giờ co cái đập đùi lại, bụng tiến sát vào đùi. Đây là ở trạng thái cò cúi gập sâu giống như hồi nãy chúng ta lên cái trạng thái vừa rồi á. Nhưng mà chúng ta chỉ chuyển cái trạng thái thôi, chuyển cái tư thế thôi. Bụng tiến sát vào đùi cả lớp mình. Thì cái cơ dọc sống ở phía sau cả nhà mình sẽ được kéo giãn ra. Nhón tay ngẩng mặt, nâng nửa người lên. Hóp bụng co cúi gập sâu trở lại. Vươn hai tay lên cao, hít vào. Nâng thẳng người lên về tư thế đứng trái núi. Rút bụng. Đẩy hông mở ngực ngã người ra sau về tư thế cây lầu. Rướn cái lồng ngực về phía trước.
hai tay kẹp sát mang tay, vươn dài cột sống và ngã sau. Chúng ta ngã sau và chúng ta vươn lên, ngã một tí nữa bích, hít vào nâng lên trở lại, co gối vươn dài người về phía trước, kéo dài cột sống, vươn chậm thôi, kéo và vươn dài cột sống về phía trước, bám tay xuống dưới sàn. Đào đừng có nảy cái chân lên, nảy cái chân lên mai mốt một nó đau cái đầu gối á. Chúng ta hạ xuống thì co nhẹ cái đầu gối, bảo vệ cái khớp gối của mình rất là quan trọng ở lớp nha. Chúng ta có muốn kéo giãn cong kheo cũng đừng nảy hết cái đầu gối lên. Chân phải hít bước dài, chân phải ra sau. Bước thật dài, chỉnh lại cơ thể luôn. Gót chân với mũi chân sau trên một trục thẳng. Đúng rồi, bước ra thật dài. Và một động tác thứ hai, rút chân trái ra sau là cơ thể về tấm ván luôn, không chỉnh gì nữa. Đạp mạnh gót chân, chồm người về phía trước, rút bụng. Thở, hạ gối. Chồm người về phía trước, hạ ngực cằm chạm sàn thật chậm. Thật chậm, đúng rồi, mới hạ xuống dưới sàn. Duỗi mũi chân, xoay vai, lướt người lên con rắn. Thở, hạ trán, chớp mũi chạm sàn. Xoay vai, lướt người lên con rắn. 45 độ luôn cả lớp mình. Thường ngày mình nằm ở 30 độ thôi. Lên 45 độ luôn. Là lực nó sẽ vào cái bắp tay của chúng ta. Nâng lên nữa, 45 độ. Ai mà ngực chưa rời khỏi sàn thì nâng lên cho ngực mình rời khỏi sàn. Cảm nhận lực nó ở cái bắp tay của chúng ta đấy. Hít thở. Thu Hằng nâng lên, ngực rời khỏi sàn em. Mỏi quá thì chúng ta hạ xuống ha. 5, 4, 3, 2, 1. Ký mũi chân rút bụng, đẩy mông nâng hông về chó ấp mặt duỗi mình. Đẩy vai ra sau. Nhón cao gót chân hít vào. Thở hạ gót chân xuống sàn. Chân phải hít vào đá phải lên cao. Gót chân trái lúc này bám chặt xuống sàn. Đẩy vai ra sau cả lớp. Rút bụng đẩy vai ra sau nữa. Ngọc Bích đẩy cái vai ra sau nữa Bích. Đúng rồi. Hướng cái mũi chân xuống sàn. Đạp mạnh gót chân ra phía trước. Tư thế này chúng ta không lật hông, úp hông lại. Hít thở đều, cảm giác cái nhựa chân sau của chúng ta nó được căng. Giữ. Co cái gót chân vào mông. Co được cái gót chân vào mông thì duỗi thẳng cái mũi chân. Duỗi thẳng cái mũi chân xong, hướng cái đầu gối chân phải song song với cái đầu gối chân trái. Hướng xuống, đầu gối chân phải song song với cái đầu gối chân trái. Lúc này hai cái đầu gối song song kẹp sát vào nhau. Đúng rồi, gót chân thì đá mạnh ra sau để nó chạm được vào mông. Đẩy cái vai ra sau cả lớp mình. Đúng rồi, khép chặt hai cái đầu gối lại song song với nhau. Hít thở. Đầu gối song song với nhau Bích. Đúng rồi. 3. Bích nãy gần đúng rồi đấy. 2. Nâng lên đi. 1. Đẩy người về phía trước. Co gối chạm trán. Co đầu gối chạm trán. Chúng ta chỉ đi một lần thôi, cho nên cố gắng hoàn thiện cái tư thế của mình ở cái lần đầu tiên luôn. Đầu gối cố gắng rút cao chạm vào trán. Siết cơ bụng. Giữ. 5. 4. 3, 2, 1. Đặt chân ở giữa hai tay. Tấn cho cái chân trước vuông góc. Ai chưa được vuông góc nắm tay phải kéo lên. Tay phải nắm chân phải kéo lên cho nó vuông góc. Đạp mạnh gót chân để mũi chân với gót chân trên một trục thẳng. Siết cơ bụng, cơ đùi. Rồi ổn định cái phần nền móng rồi. Không dịch chuyển cái phần nền móng nữa. Vươn hai tay lên cao, hít vào. Hoàn thiện tư thế trường tấn cao luôn, dựng thẳng người chúng ta lên. Rút bụng sau vào, tấn cái cơ đùi trước vuông góc. Hít thở. 5, 4, 3, 2, 1. Hai tay dang ngang. Người vẫn giữ nguyên.
Hít thở đều, giữ lại. 5, 4, 3, 2, 1. Vươn dài người về phía trước, đánh hai tay ra phía sau. Đào ơi, bên Đào có con chó, con mèo gì nó làm sụp rồi. Đúng rồi. Hai cái tay nâng cao hơn nữa. Khép sát hai cái tay lại, cảm giác giống như mình cầm một cái cục block ở giữa. Cho nên cái khoảng cách cái cục block nó rất là ngắn. Cả nhà mình phải khép hai cái tay lại để giữ được cái cục block đấy. Chúng ta hình dung mình giữ được cái cục block là cái lực nó sẽ tốt hơn. Đúng rồi, và giữ lại. 5, 4, tôi coi năng lượng của cả lớp mình. Cao cái tay lên nửa bích, vươn dài người về phía trước nữa. 3, 2, 1. Tắt tay, bám tay xuống dưới sàn. Hít thở đều nào. Ổn định lại hơi thở. Lùi mông ra sau, thẳng cái chân trước. Lùi cái mông thôi, thẳng cái chân trước. Cái chân, hai cái chân chúng ta vẫn giữ, không có dịch chuyển gì cái chân hết. Cái chân mình vẫn là nâng cao lên, mình chỉ lùi cái mông ra thẳng cái chân trước thôi. Đúng rồi. Hít vào, tấn về lại, vuông góc. Lùi mông ra sau, thẳng chân trước lần hai. Hít vào, tấn về lại, vuông góc. Lùi mông ra sau, thẳng chân trước lần cuối. Hít thở và thu cái tay của chúng ta về đặt cạnh cái chân nha. Đừng có chồm người về phía trước nhiều quá, nó sẽ bị rớt cái đà ở phía trước. Rồi, thu cái tay về đặt cạnh chân rồi, thẳng cái chân trước hơn nữa. Và nâng cái mũi chân trước lên, ấn dưới sàn chỉ còn lại là cái gót chân trước thôi. Đúng rồi, ấn dưới sàn chỉ còn là cái gót chân thôi. Thẳng gân kheo nữa. Vướng dài người về phía trước. Và giữ lại. Hít thở đều. Lần này hai chân chúng ta đều thẳng, một bên là gót chân và một bên là mũi chân nâng lên. Hít thở. 3, 2, thẳng chân trước nữa cả lớp mình. Tường thẳng chân trước đây một xíu nữa. Đúng rồi. 2, 1. Tay giữ nguyên, hạ hai chân xuống dưới sàn luôn. Ấn hai cái lòng bàn chân xuống sàn. Lòng bàn chân chứ không phải đầu gối. Ấn hai cái lòng bàn chân xuống dưới sàn. Đúng rồi. Hai chân đều thẳng cái lớp mình. Chúng ta chỉ hạ cái lòng bàn chân xuống thôi. Còn hai cái chân mình vẫn thẳng. Rồi hít thở và giữ lại. 3, 2, 1. Bò cái tay vào phía trong cái bức tường của cả nhà mình á. Vào bên tay trái á. Xoay người vào bên trong chân trái. Đúng rồi, xoay đi, bò vào bên trong. Bò vào bên trong cái tivi á Dung Hà. Đúng rồi, bò hai tay vào phía bên trong. Song song với hai chân luôn. Đó, đúng rồi. Lúc này cái mông mình xoay ra ngoài màn hình á, nói cho dễ ha. Là cái mông của chúng ta xoay ra ngoài màn hình. Còn cái mặt mình thì xoay vô phía trong. Xoay hết biên độ luôn chị Hải Yến. Xoay làm sao để hai cái chân nó song song với nhau. Đúng rồi, thu bớt cái chân lại, cái chân mình nó hơi dài á Tường, thu cái chân bớt lại. Đúng rồi, hít thở. Rồi thu cái tay về sát vào trong cái mép thảm và luồn hai cái tay ra sau cái mông luôn. Ai bị trượt thì chúng ta thu chân lại bớt nha. Luồn cái tay ra sau cái mông. Và đưa hai cái tay đó lên bám vào trên cái đùi ở phía sau cái mông. Lúc này chỉ trụ bằng hai cái chân thôi, nâng hai cái tay lên. Cái tay phải bám được vào dưới cái mông luôn á. Đưa hai cái lòng bàn tay lên. Đúng rồi, bám chặt vào. Và cứ kéo nó càng cao càng tốt, hạ cái đỉnh đầu càng xuống thấp càng tốt. Đúng rồi, giữ lại. Chị Yến, hai cái chân lúc này nó song song trên cái mặt phẳng ngang. Hít thở. Đúng rồi, cả lớp mình. Đúng rồi, Dung Hà làm động tác này tốt nè. Và hướng cái đỉnh đầu của chúng ta sâu xuống dưới sàn. Gần chạm cái được cái sàn luôn á, giữ. Đẩy cái đỉnh mông cao lên trên trần. Bám hai cái tay bò dài để nó kéo cái lực. Đúng rồi. 5,
4, 3, 2, 1. Hạ tay xuống dưới sàn. Tay chân vẫn giữ nguyên, tay vẫn giữ nguyên. Hạ tay xuống dưới sàn. Rồi mới từ từ thu cái tay ra lại phía trước mặt. Thẳng hai chân lên chị Yến, thẳng hai chân của chị lên. Rồi bám chặt. Chưa có xoay người về phía trước, người chúng ta vẫn ở phía bên trong á, chưa có xoay người về phía trước đâu. Chị thu cái tay về trước mặt thôi, trước mặt vẫn ở bên trong. Đúng rồi, chưa kêu xoay về mà. Bám chặt tay trái, vươn tay phải lên cao, mắt nhìn theo tay. Rồi, giữ lại. Hai chân chúng ta vẫn căng lên. Hạ tay. Vươn tay trái, mắt nhìn theo tay. Hạ tay phải, vươn tay trái, đổi bên. Và giữ lại. 3, 2, 1. Bám tay lại xuống dưới sàn. Xoay người về lại đầu thảm. Lúc này mới xoay nè. Đầu thảm của mình là cái chân phải đúng không ạ? À? Xoay người về lại đầu thảm. Đúng rồi. Tấn lại cái chân trước vuông góc để ổn định cơ thể. Xoay người về lại đầu thảm đi. Biết đầu thảm mình là cái chân phải rồi đó. Xoay đi. Rút chân sau về bằng chân trước. Về co cúi gập sau. Thở hết hơi ra. Rút chân sau về bằng chân trước. Co cúi gập sau. Cuộn lưng vươn hai tay lên cao. Hít vào. Ổn định hơi thở, ổn định cơ thể. Hít vào. Co gối vươn dài người về phía trước, bám tay xuống dưới sàn. Chân trái hít bước dài chân trái ra sau. Nín thở rút phải ra sau về bàn trái. Đẩy người tấm ván. Siết cơ bụng trụ chắc cái tấm ván lại. Nâng tay phải lên kẹp sát mang tay tấm ván ba chân. Ba. Hai. Một. Hạ tay phải, nâng tay trái, kẹp sát mang tay. Ba. Hai. Một. Hạ tay. Hạ gối. Chồm người về phía trước. Ngực cầm chạm sàn. Xoay vai lướt người lên con rắn. Thở hạ trán chớp mũi chạm sàn. Xoay vai lướt người lên con rắn. Nâng 45 độ. Kéo cao rướn cái lồng ngực dài về nữa. Lực vào bắp tay. Đúng rồi. Cầm hướng về xương ức. Chúng ta nâng ngực rồi khỏi sàn cao lên 1 tỷ nữa lý. Để cái lực nó vào cái bắp tay. Chúng ta cảm giác nặng ở cái bắp tay của mình. Thu hàng nâng cao lên 1 tỷ nữa. Bích cao lên 1 tí nữa và giữ lại. 5, 4, 3, 2, 1. Ký mũi chân rút bụng đẩy mông nâng hông chó úp mặt duỗi mình. Hít thở đều nào. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra.
chân trái hít vào đá trái lên cao. Ống chân phải chặt xuống dưới sàn. Gót chân trái hướng về mông. Kéo cái gót chân sát vào mông và chậm rãi hướng cái đầu gối trái song song với cái đầu gối phải. Đúng rồi. Đẩy vai ra sau. Rút bụng sát vào rốn. Hướng cái đầu gối thấp xuống. Tức là lúc này hai cái chân chúng ta giống như chạm sàn á, nhưng mà nó không chạm thôi. Đó, đúng rồi. Hít thở. 3 2 1 Đẩy người về phía trước. Đẩy người về phía trước thì nhón cái gót chân lên luôn rồi đó cả lớp mình. Nhón cái gót chân chúng ta mới đẩy được về phía trước. Co đầu gối, chạm trán một lần duy nhất. Hít thở đều, cố gắng rút bụng chạm vào. 5 4 3 Cao lên, chạm vào cả lớp, rút bụng. 2 1 Đặt chân trái ở giữa hai tay. Rướn cao lồng ngực. Tách bụng ra khỏi đùi. Ổn định cái phần nền móng, đạp cái gót chân mạnh ra sau, thẳng cái chân phía sau lên chút nữa là dung hà. Đúng rồi. Ổn định nền móng. Vươn hai tay lên cao, hít vào. Trụ chắc phần chân, trụ chắc phần bên dưới. Giữ lại. Rút bụng, vươn cao hơn nữa. Người của chúng ta lúc này cảm giác nó dài dài và nó chạm được hai cái tay lên trên trần. Hít thở. Đúng rồi. 3 2 1 Hai tay dang ngang. Hai tay dang ngang thôi. Giữ lại thêm 3 nhịp nữa. 3 2 1 Đánh hai tay ra phía sau, người vươn dài về phía trước. Kẹp sát hai cái tay lại, hai cái bả vai lúc này nó cảm giác sát lại. Hai cái lòng bàn tay cảm nhận giống như chúng ta đụng được nhau và giữ một cái cục lóc ở giữa hai tay. Thì lúc này các ngón tay nó đều có cái năng lượng hết, trường dài người về phía trước. Đúng rồi, khi mà đưa năng lượng vào thì cái thế của mình và cái dáng của mình rất là đẹp nha. Hít thở đều. 5 Trường dài người về phía trước, rướn cái lồng ngực cao lên. Đúng rồi. 4 Hạ thấp người xuống một chút nữa chị Yến. 3 2 1 Vươn dài người về phía trước, bám tay xuống dưới sàn luôn. Bám tay rồi. Rồi, bám được tay, chỉnh lại cơ thể. Lùi mông ra sau, thẳng cái cơ đùi trước, chân trước. Thì cử động chân sau chúng ta bất động và giữ nguyên cái chân sau ở đấy, không có dịch chuyển cái chân sau gì hết. Tấn cái chân trước lại vuông góc. Lùi mông ra sau, thẳng cơ đùi trước. Tấn lại chân trước vuông góc. Lùi mông thẳng cơ đùi trước. Và giữ lại. Rồi lúc này ấn mạnh cái gót chân trước xuống sàn, nâng cái mũi chân trước lên rời khỏi nhà, rời khỏi sàn. Nâng cao lên. Đúng rồi. Người vươn dài về phía trước. Hít thở đều. Ai tốt rồi cái chân sau chúng ta vẫn còn nâng lên ha, ai mỏi quá thì mình có thể hạ cái chân sau. Còn ai tốt chân sau vẫn nâng lên. Thì lúc này chân trước thì mũi chân nâng lên, chân sau thì gót chân nâng lên. Đúng rồi. Hít thở. 3 Đúng rồi nè, chị Trang Lê rất đẹp luôn nè. Chụp lại một cái để cho mẹ mình lên mẫu. 2 1 Hạ hai gót chân xuống dưới sàn. Tức là gót chân và lòng bàn chân đều xuống dưới sàn hết á. Và chúng ta vẫn thẳng hai cái chân. Rồi. Bò cái cơ thể mình về phía bên phải, tức là bây giờ xoay mặt mình về phía màn hình này cả lớp, xoay cái mặt chúng ta về phía màn hình hết. Đúng rồi, hai chân vẫn vẫn thẳng. Chị Trang Lê cứ để cái màn hình đó, em chuyển mẫu đừng chỉnh gì hết, cứ tập thôi.
Đúng rồi. Rồi, ổn định cái cơ thể chúng ta, chân thì hai bên thẳng hết, đóng hết hai cái mũi chân lại để cho chân chúng ta nó được vững chắc. Bò hai cái tay ra phía sau và hướng hai cái tay lên, ôm cái mông lại, trụ chắc hai cái chân, nâng tay lên ôm cái mông. Hạ cái đỉnh đầu sâu xuống dưới cái phần mông của mình luôn. Ai tốt thì lúc này từ đỉnh đầu, vai, mông, tay trên một trục thẳng hướng lên trên trần. Đấy. Chúng ta cứ đi từ từ chậm rãi như vậy. Đúng rồi, hít thở đều. Đẩy cái lưng sát vô một tí nữa chị Như Hạnh. À, đây tùy theo cơ địa của cả lớp mình nha. Hít thở. Ba. Hai. Một. Hạ tay xuống, bám lại tay dưới sàn. Chân vẫn giữ nguyên, cơ thể vẫn giữ nguyên. Chân vẫn giữ nguyên, cơ thể vẫn giữ nguyên, chị Hải Yến, chị hạ tay xuống thôi. Người chúng ta vẫn còn đang xoay về phía màn hình á, hai cái chân chúng ta tách sang hai bên, thẳng cái người về phía màn hình luôn. Bám tay phải xuống sàn, vươn tay trái lên cao, mắt nhìn theo tay. Và giữ lại, khép cái chân lại bớt, Dung Hà, nếu mà trượt cái chân quá, khép chân lại, rút cái chân lại bớt. Ba, hai, một, hạ thấp tay phải, vươn tay trái đổi bên. Đúng rồi. Ba, hai, một, và chậm rãi hạ hai tay. Rồi bây giờ nha, cả lớp mình ai bị đau cổ tay hay bị gì đấy thì chúng ta đừng làm. Rồi, hạ thấp cái mông xuống một xíu, lòn hai cái tay ra phía sau. Bây giờ cả lớp mình thu cái chân gần lại nè, cả lớp bị trượt. Đúng rồi, thu hai cái chân lại và hạ cái mông ra phía sau, hướng hai cái tay ra phía sau á, để hai cái tay nó nằm ở đằng sau cái gót chân. Mà nằm làm sao mà để tay vai nó vuông góc. Đúng rồi, nằm sau gót chân luôn á. Đúng rồi, đấy. Thì lúc này đưa cái tay ra sau cái gót chân rồi thì hai cái đùi của chúng ta nó đã nằm trên hai cái vai rồi, đúng không ạ? À? Đấy, nó nằm trên hai cái vai rồi. Rồi trượt hai cái chân sang hai bên và nâng từng chân lên rời khỏi sàn. Đúng rồi, ai mà chúng ta đau cổ tay. Đúng rồi đó chị, dạ, trượt mất rồi, chưa có giữ lực được. À, hạ hai cái đùi của chúng ta trên cái bắp tay á, đừng xem. Chị nâng cái mông cao lên, đúng rồi chị Nhân Hạnh, nâng cái mông cao lên một xíu, đây nè mẫu đang làm nè, đó cái mông nâng cao lên một chút xíu nữa chị Như Hạnh, đúng rồi, rất là tốt nè. Rồi chị Như Hạnh hạ xuống đi, đừng có làm, đúng rồi lý đâu đâu rồi chị, tôi coi Trang, chị Trang Lê, chị Trang Lê lên được rồi, từ từ cái tư thế này chị Trang Lê, cứ cái màn hình qua là rớt xuống rồi. Khi nào em gọi tên để làm nha, cả nhà đừng có làm chờ sẵn. Đúng rồi chị Trang Lê. Rồi, hai cái chân tách sang hai bên, duỗi thẳng, nâng lên. Đúng rồi, tốt lắm. Hai chân luôn, cái chân bên này nữa. Rồi, hạ xuống. Hạ xuống được rồi. Các tường à, các tường lên được không? Thay tiêu điểm. Lên rồi rung lắc cái cổ tay đi cả lớp mình. Hai cái chân tách hai bên các tường, hai cái chân phải duỗi thẳng ra. Duỗi thẳng cái chân trước rồi nâng. Tường nâng lên được rồi đó, nhưng mà cái chân chưa duỗi. Thẳng ra hai cái chân ra. Rồi, đây. Dung Hà có lên được không? Rồi, thẳng hai bên. Thẳng ra. Thẳng hai cái chân sang hai bên. Đúng rồi, tốt lắm. Nâng cái mông cao lên. Tụt cái mông xuống rồi. Cái mông cao lên xíu. Phải chỉnh thế cái đã, cái mông cao lên. Được rồi, tôn lý đâu rồi? Đào, đào. Đào nè. Tôn lý chuẩn bị nha. Ngọc Bích chuẩn bị nha. Đúng rồi, lên. Hai cái chân sang hai bên cái đã, rồi chúng ta mới nâng từng chân lên. Rồi, đúng rồi. Nâng lên. Rút bụng. Rời khỏi sàn luôn, hai chân. Duỗi hai cái mũi chân. Đúng rồi. Duỗi. Rồi. Được rồi. Rung lắc cổ tay của chân mình đi nha, Lý nè. Lấy. Đúng rồi. Rút từng chân lên.
nâng cái mông cao lên, cái mông em nó bị xà rồi kìa, nâng cái mông cao lên trước đã, rồi nâng đi. Hai cái tay hướng về phía màn hình, cái cổ tay á, hướng về phía đây nè, chứ cái cổ tay đừng có theo cái chân. À, không, hai cái mũi tay á, hướng về phía màn hình, giống như em chống cái tay xuống dưới sàn ở tư thế bình thường thôi. Rồi đúng rồi, đó, nâng lên, rút bụng cao lên, nhón từng chân lên, giỏi quá, một chút. Được rồi, một chút là cái chân bên này nó bị khuất rồi, được cân chân à. Rồi Thu Hằng, Ngọc Bích nè, chị Yến nè, ai lên? Bích Bích thư giãn rồi hả Bích? À đau cổ tay ha. Lan, quên Lan kìa, Lan không làm được ha. Chị Hải Yến làm được không? Chị Hải Yến để cái thảm nó bị khuất cái màn hình qua. Thu Hằng làm được không? Thử sức không Thu Hằng? Thử 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 Hằng, thử thử xem nào. Đúng rồi, rồi đúng rồi đó, cái mông cao lên vậy đó em, hai cái đùi vô hai cái bắp tay, rồi trượt hai cái chân dài ra hai bên, rồi trượt hai cái chân, nhón lên. Rồi đúng rồi Hằng, nâng đúng rồi, chỉ còn một xíu để cho thử lực thôi. Thôi hạ xuống. Rồi xong, mời cả lớp chúng ta. Nào cô giáo chụp lại cho kiểu lên mông cao nào. Rồi Hạnh nè, Hạnh đang rất là sung nè, mông cao lên, duỗi thẳng chân, đúng rồi, lên rồi. Xuống rồi, mời cả lớp chúng ta. Ai nữa, Đào còn thích nữa hả? À, ai muốn làm đẹp một chút nữa ở lại sau giờ nha. Duỗi thẳng chân ra phía trước và hạ cơ thể nằm xuống dưới sàn luôn. Thở. Rồi, hai tay ôm gối, kéo sát gối vào ngực. Bật lăn lưng lên xuống luôn cả lớp mình. Hôm nay mình vào đúng giờ, mình kết thúc đúng giờ luôn ha. Trong quá trình mình tập, mình có đi một vài động tác về bụng rồi, đầu giờ. Lăn qua trái, lăn qua phải. Cái động tác vừa rồi cũng tương đối nặng ha. Ai phải nhẹ đùi và rút bụng cao thì chúng ta mới lên được. Tự lực nó dồn vô đôi tay rất là lớn. Ai bị đau cổ tay, đau cái chỏ tay đừng làm. Rồi hai tay dang ngang, chân vẫn giữ, dùng tay phải kéo hết hai cái đầu gối sang bên phải, mắt nhìn sang trái. Cái tay phải đâu kéo hết hai cái gối, lấy cái tay đè xuống hai gối luôn. Hít vào nâng lên. Dùng tay trái kéo hết hai cái gối sang bên trái, mắt nhìn sang phải. Hít vào nâng lên. Nâng tay chân lên cao, rung lắc tay chân ở trên cao. Tư thế này cả nhà thương quá. Và thở ra, hạ tay chân xuống, chúng ta thư giãn nào. Hai chân cách rộng bằng mép thảm. Hai tay buông dọc theo thân, lòng bàn tay nữa. Hít vào nhẹ nhàng và thở ra êm. Tôi thư giãn từ gót chân lên đến đỉnh đầu. Từ đỉnh đầu xuống dưới lòng bàn chân. Nguồn năng lượng thư giãn đang từ từ dâng lên. Tôi thư giãn các ngón chân, mắt cá, cơ đùi, xương hông, khớp háng, vùng xương chậu. Tôi thư giãn các ngón tay, trỏ tay, bờ vai nhẹ nhàng. Nguồn năng lượng thư giãn len lỏi qua khoang bụng, giúp tôi thư giãn toàn bộ cơ quan nội tạng. Thư giãn thận, gan, phổi và tim. Nguồn năng lượng thư giãn trở nên mạnh mẽ, tràn qua đốt sống cổ, giúp tôi thư giãn toàn bộ khuôn mặt. Tôi thư giãn đôi môi, sống mũi, mắt, chân mày, vầng trán, đỉnh đầu.
Chân lông và chân tóc của tôi cũng bao trùm bởi sự thư giãn ấy. Thật nhẹ nhàng, thật bồng bềnh, chìm sâu, toàn thân tôi đang được thư giãn. Toàn thân tôi đang được thư giãn. Người cả lớp mang ý thức quay trở lại căn phòng, rung lắc nhẹ đôi chân và cử động nhẹ đôi tay. Hai chân khép sát, hai tay vươn qua khỏi đầu. Hít một hơi thật sâu, vươn căng và duỗi căng toàn bộ cơ thể ra nào. Và thở ra, hạ tay xuống. Co gối, nghiêng người sang một bên, chúng ta nằm ở tư thế ông Phật thêm vài giây nữa. Và mời cả lớp nâng người ngồi dậy luôn ạ. Ổn định cơ thể mình trên thảm. Vươn hai tay lên cao, hít vào. Kéo và vươn dài cột sống. Hai tay chắp lại, kéo hai tay về trước ngực, cầm hướng về xương ức, mắt nhắm nhẹ lại. Bằng tất cả trí tuệ, tình yêu thương và lòng biết ơn, tôi cầu bình an cho bản thân tôi, cho gia đình, cho bạn bè. Tôi dùng tâm trí hai tay đặt lên trán, lên hồn hai tay đặt trên môi, và trái tim hai tay đặt trước ngực. Cầu bình an cho tất cả mọi người trong khán phòng này và trên thế giới này. Cúi đầu chào nhau nào. Namaste. Cảm ơn cả lớp mình rất nhiều. Buổi tập của chúng ta đến đây là kết thúc ạ. À.